Trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là người chủ mưu ra chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp để có nguồn tiền sử dụng. Theo cáo buộc, tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên dùm để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB, công ty chứng khoán Tân Việt, TVSI, qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này. Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị can ở SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và TVSI thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp để trả nợ ngân hàng, đầu tư dự án và sử dụng vào các mục đích cá nhân khác. Thực hiện chủ trương của Trương Mỹ Lan, từ năm 2018 đến năm 2020, các nhân sự chủ chốt tại SCB, Vạn Thịnh Phát, TVSI đã họp bàn, chọn và sử dụng 4 công ty gồm An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Secha để phát hành 25 mã trái phiếu không, không có tài sản bảo đảm. Tổng khối lượng phát hành là hơn 308 triệu trái phiếu, có giá trị hơn 30.000 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định hơn 35.000 cá nhân sở hữu 25 trái phiếu của 4 công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Secha tại thời điểm khởi tố vụ án ngày 7 tháng 10 năm 2022 là bị hại trong vụ án này.